Xin kính chào quý vị, sau đây là phần bình luận với tờ đề Zero Covid của Tập Cận Bình bị thách thức Bài viết do Trang Nguyễn Biên Soạn và Quang Trương trình bày Thưa quý vị, những vật nuôi nhiễm Covid-19 bị đập chết Những em bé bị nhiễm Covid bị tách khỏi cha mẹ và đưa vào trại cách ly Người cao tuổi thì không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế Hàng loạt cư dân ở tại Thượng Hải bị phong tỏa, đang bất mãn và gửi đi những thông điệp như chúng tôi muốn ăn và chúng tôi muốn tự do. Khi phần lớn thế giới tiếp tục vượt qua và bắt đầu cách tiếp cận sống chung với lại đại dịch, những cảnh tượng tuyệt vọng đã diễn ra ở tại thành phố thịnh vượng nhất của Trung Cộng, gây sốc cho ngay cả những công dân từng là những người ủng hộ trung thành chiến lược Zero Covid của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuộc đấu tranh để có được những nhu cầu thiết yếu hàng ngày như là thực phẩm, và chăm sóc y tế ở tại Thượng Hải đã gây ra một sự phản đối của người dân. Và nhiều người nói rằng cách chữa trị của đảng Cộng sản còn tồi tệ hơn chính là căn bệnh này. Việc đóng cửa toàn thành phố hai giai đoạn ban đầu được cho là kéo dài 4 ngày. Mỗi giai đoạn đối với lại Pudong và sau đó là Puxi, bao gồm thành phố hai bên sông Hoàng Phố. Nhưng hiện nay đã bước sang tuần thứ ba, khi mà thành phố 25 triệu dân vẫn đang bị đóng cửa vì tiếp tục phải vật lộn với những đợt bùng phát dịch bệnh mới. Tại một số quận của thành phố, nhiều người dân đã bị hạn chế ra khỏi nhà của họ trong hơn một tháng. Không thể mạo hiểm ra ngoài mua thực phẩm, nhiều gia đình đã tìm đến sự giúp đỡ của các nhóm WeChat, nơi mà các tình nguyện viên bắt đầu mua thực phẩm với số lượng lớn và tổ chức giao hàng tận nhà. Nhiều người khác tỏ ra bất bình bằng cách dàn dựng các cuộc biểu tình và la hét ở ngoài cửa sổ đang mở vào ban đêm. Và ngay cả những người giàu có và có thế lực cũng buộc phải tranh giành trên mạng để mà mua được bánh mì và sữa. Sự tức giận ngày càng gia tăng có nguy cơ trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với lại ông Tập và có lẽ kể từ khi ông nắm quyền vào năm 2012 và diễn ra chỉ vài tháng trước khi ông tìm mọi cách để thắng nhiệm kỳ thứ ba. Đợt bùng phát gần như đã làm tê liệt một trong những thành phố hiện đại và sầm uất nhất của Trung Cộng, buộc các doanh nghiệp đóng cửa và các nhà máy của các công ty như là Tesla phải ngừng sản xuất và chưa biết tới khi nào thì mới được mở cửa trở lại. Ít nhất là 40 công ty khác của Trung Cộng đã buộc phải tạm ngừng hoạt động ở tại Thượng Hải và các khu vực khác, theo hồ sơ của sàn giao dịch chứng khoán ở Thượng Hải, Thẩm Quyến và Bắc Kinh. Trong khi đó, thì hơn 90 công ty của Đài Loan đã thông báo rằng hoạt động của họ tại Thượng Hải và thành phố Kushan lân cận đã bị ảnh hưởng, bao gồm nhà sản xuất bản mạch in tức là Uni-Micron Technology và nhà sản xuất xe đạp hàng đầu Giant Manufacturing. Thượng Hải đang bị buộc phải dần nới lỏng việc đóng cửa hàng khác này. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn nắm quyền kiểm soát vững chắc, nhưng những lời chỉ trích và bất mãn ở cấp cơ sở này đã làm giảm khả năng của ông Tập Cận Bình trong việc thổi bùng chiến lược Covid-19 của mình như là một bằng chứng về mô hình quản trị ưu việt của Trung Cộng. Một lý do chính để mà ông tiếp tục nắm quyền. Một Ngoại giao của Trung Cộng thường xuyên chỉ trích Mỹ và Âu Châu vì đã để quá nhiều người chết, trong khi luôn tự hào nói rằng chính sách của ông Tập là không thể chê được. Sự phản đối của cư dân ở tại Thượng Hải cũng có thể truyền cảm hứng cho các thành phố khác để chống lại việc phong tỏa và các biện pháp nghiêm ngặt khác mà Trung Cộng sử dụng để chống lại coronavirus. Ở tỉnh Cát Lâm, một trung tâm sản xuất xe hơi và nông nghiệp cũng đã bị đóng cửa trong gần một tháng, khiến cho người dân phàn nàn trên mạng xã hội về việc hết lương thực, thuốc điều trị ung thư và sữa bột cho trẻ em. Tình hình có thể còn tồi tệ hơn ở các vùng khác của đất nước, Số ca bệnh của Trung Cộng đang ở mức cao nhất kể từ khi loại virus này lần đầu tiên xuất hiện ở tại Vũ Hán, khi mà người ta biết rất ít về bệnh và người dân không được bảo vệ khỏi vắc vaccine. Có thể nói là nguy cơ bùng phát sự bất mãn là khá lớn, nếu các biện pháp cực đoan như trên lan rộng khắp Trung Cộng. Và nếu chiến lược này vượt ra khỏi tầm kiểm soát và ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của đất nước này, thì điều này rõ ràng không tốt khi mộng tập Cận Bình cố gắng đạt được quyền lực nhiệm kỳ thứ ba. Ngân hàng Thế giới cho biết trong bản cập nhật kinh tế mới nhất cho khu vực Đông Á và Thái Bình Dương rằng việc tiếp tục các chính sách Zero Covid của Trung Cộng khi mà đối mặt với lại biến thể Omicron sẽ gây tổn hại mạnh mẽ đến hoạt động kinh tế ở tại Trung Cộng và có tác động lan tỏa tiêu cực đến phần còn lại của khu vực. Và đây chính là thời điểm thử thách lớn cho Tập Cận Bình. Song với tính cách và tham vọng của mình thì chắc chắn ông ta sẽ không dễ gì lùi bước. Đảng Cộng sản của ông Tập giờ đây rõ ràng đang cảm thấy sức nóng. Tuần này, nó đã xuống nước và đã đưa ra một cuộc kêu gọi hiếm hoi để cầu xin các thành viên cấp cơ sở và dân chúng chung tay để giúp ngăn chặn virus corona ở tại Thượng Hải, nơi mà các ca mắc hàng ngày đã tăng lên hơn 21.000. Đảng Cộng sản Trung Cộng cũng dùng chiêu đánh lạc hướng bằng cách đổ lỗi và cách chức nhiều quan chức địa phương bởi vì không thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát Covid đồng thời kêu gọi các cán bộ lãnh đạo tuân theo chỉ đạo của ông Tập Cận Bình với thái độ kiên quyết hơn, các biện pháp chuyên đề hơn và hành động nhanh chóng hơn. Ngoài những chiêu bài nói trên, thì có thể ông Tập Cận Bình sẽ tìm cách để mà tăng cường tuyên truyền chương trình nghị sự về chủ nghĩa dân tộc của mình để lấy lại uy tín trong dân chúng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Zero Covid của Tập Cận Bình đang bị thách thức. Bài viết do trang Nguyễn Biên Soạn và Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.